Nếu chúng mày thắng, chúng mày sẽ trở thành Aquaman, đại ca của xóm trên xóm dưới. Mày đã thua rồi. Không à. Như đã hứa, bây giờ cậu là đại ca của bọn tôi. Có gì cứ sai bảo bọn tôi đi. Từ bây giờ, chúng ta không có đại ca với thu hạ gì cả. Ra sau này. Mưa thế nhở? Máy là mấy cái thẻ Marine Boy không ướt. Xem nào. Ui, lần này tìm được mấy cái thẻ Marine Boy meta mới ngon thế nhở? Đỏ thật đấy. Phải đi khoe ngay với cả Aquaman thôi. Tao nghe nói ở đây có rất nhiều bài thủ Marine Boy mạnh, có đúng không? Đúng vậy. Ông là ai? Xin được tự giới thiệu với mày. Tao là Pegahoy. Pegahoy? Không lẽ thần bài Marine Boy Pegahoy? Đúng vậy. Và tao hiện nay là bài thủ Marine Boy mạnh nhất thế giới. Tao đã đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều bài thủ, nhưng mà rất tiếc chưa tìm được ai xứng tầm cả. Không biết ông đã đi những đâu, nhưng mà những bài thủ ở đây không ngán ai bao giờ. Tôi là mạnh, bài thủ mạnh thứ nhì ở đây. Được thôi, ta sẽ thách đấu với ngươi. Nhưng mà ngươi nên nhớ rằng kẻ thua trong trận đấu này thì sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Tôi chấp nhận. Vậy thì hãy đeo cái này vào. Đây là cái gì? Đây là thiết bị đấu bài do công ty đã thiết kế, giúp cho những lá bài có thể chuyển sang trạng thái 3D, giúp cho trận đấu trở nên thú vị hơn. Giờ thì bắt đầu đi. Sợ gì, chơi thì chơi. À. Tiếng của anh hiểu thằng Mạnh nhá. Ừ. Có gì đó không ổn rồi. Đi thôi. Mày mày đừng ra mày. Xin lỗi anh em, tôi không giữ được danh dự của khu vực mình. Tôi thua rồi. Cái gì? Cậu thua rồi sao? Nhưng mà thể của cậu mày yếu quá. Chơi bài như thế này mà cũng tự xưng là bài thủ á? Thật đáng thất vọng. Đối thủ lần này là Pegahoy. Pegahoy? Không lẽ nào chính là thần bài Marine Boy Pegahoy? Thiết bị này đã cài một phần mềm đặc biệt, kẻ nào thua thì sẽ phải chịu đựng một dòng điện cực mạnh. Người dám? Bình, bò đến bại hắn đi. Còn đã, Aquaman, bộ bài của cậu bây giờ chưa đủ sức để đánh lại hắn đâu. À, mày là thằng Aquaman bài thủ mạnh nhất ở đây à? Thằng đứng thứ nhì thế này thì chắc thằng đứng thứ nhất thì cũng vớ vẩn thôi. Hắn có những thể bài tôi chưa thấy bao giờ. Pegahoy, ta thất đấu với ngươi. Được lắm. Nếu mà muốn đấu với tao, 3 ngày sau hẹn gặp lại mày tại sân chơi chính. Còn bây giờ á thì tạm biệt. Thằng khốn này. Aquaman, đây là hai lá bài mạnh nhất của tôi, hãy cầm lấy, cố gắng đánh bại hắn. Ôi, Mạnh! Phải đưa Mạnh đi bệnh viện thôi. Rồi, nhanh lên! Tình hình Mạnh hơn chưa? Mạnh ổn rồi các cháu ạ. Tuy chưa tỉnh dậy, nhưng mà sức khỏe đã trở lại bình thường. May quá, tên khốn thần bài Pegahoy chỉ cần thắng một trận thôi. Có làm quá đến mức này không? Hắn sở hữu rất nhiều lá bài mạnh hơn tung ra của thị trường. Đúng là thần bài Marine Boy. Và có một điều khó hiểu hơn nữa. Điều gì? Mạnh đã nói với tao rằng có cảm giác như tên Pegahoy này có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đánh lá bài nào
là anh có thể tìm một lá khắc chế lá ra đấy. Đúng là thần bài. Quan trọng là trong 3 ngày tới, chúng ta phải kinh nghiệm thẻ bài của mình để lên meta mới thì mới mong đánh bại được hắn. Nhưng mà làm cách nào để kiếm thẻ bây giờ? Tiền tiết kiệm bọn mình đã tiêu hết ở trong trận chiến trước rồi, mày quên à? Marilyn Boy, có phải là bánh Marilyn Boy tận cu mạnh béo nhà bác hay ăn đúng không? Vâng, thì sao ạ? Tưởng gì, sao các cháu không nói sớm? Nhà bác là đại lý cấp 1, chuyên phân phối bánh Marilyn Boy. Bánh Marilyn Boy nhà bác có đặc biệt, các cháu muốn lấy bao nhiêu cũng được. Làm thế có được không ạ? Nhưng người bác một điều. Điều gì ạ? Đó chính là lấy lại công bằng cho con trai bác. Cháu hiểu rồi. Bác phải tin vào cháu. Cháu nhất định sẽ đánh bại tên bê cao hoài và đòi lại công bằng cho mày. An eternity later. You should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my head. Trick, quit talking. Soạn xong bài rồi. Tình, mày nghĩ bộ bài này đủ mạnh để đánh bại PK Hoi không? Tao không chắc. Tuy nhiên, chúng ta phải dốc hết sức thôi. Đi nào. Hẳn chưa? Đủ. Về cơ hội. Đến rồi sao? Chúng mày đến rồi muộn đấy. Tốn hết cả thời gian của tao. Đeo cái này vào. Bắt lấy. Đây lúc tao ra tay rồi. Mày, mày đứng qua bên đi. Cố lên nhá. Pega Hoi, đấu bài Marilyn Boy là để vui, để giải trí. Tại sao ông lại dùng cái thiết bị này để trích điện người khác, hả? Dòng điện đấy sẽ gây cho chúng mày một nỗi ám ảnh và sẽ không dám cầm bài lên nữa. Và đến lúc đó, tao sẽ trở thành bất bại. Ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ đánh bại ông. Tới đi. Mỗi người chơi tuyển chọn ra 24 thẻ bài mạnh nhất trong số bài mình sưu tập được để tham gia chơi. Bộ bài mạnh nhất là bộ bài cân bằng được 3 loại thẻ: thẻ tướng, vũ khí và thẻ phép. Mỗi người chơi sẽ có 300 điểm anh hùng. Ai hết điểm trước, người đó thua. Hoặc ngay khi hai người đã đánh hết bài, ai thấp điểm hơn sẽ thua cuộc. Lần đầu tiên mỗi người xào 24 lá, tiếp theo đó bốc lên 6 lá. Tuy nhiên phải để ý xem mình có thẻ tướng hay không. Nếu không có thì phải xào lại và trừ một số điểm anh hùng. Những lá bài còn lại úp riêng bên cạnh để bốc trong lượt tiếp theo. Trong 6 lá đã bốc, chọn ra một thẻ tướng và tối đa 2 thẻ hỗ trợ trên sàn đấu. Tất cả thẻ úp lại để đối phương không nhìn thấy. Mỗi người chơi sẽ chọn tấn công hoặc phòng thủ. Sau đó cả hai lật bài cùng với thẻ hỗ trợ sẽ ra điểm số. Ai điểm thấp hơn sẽ là người thua và điểm chênh lệch sẽ bị trừ vào điểm anh hùng. Tiếp tục như vậy cho đến khi hết điểm anh hùng hoặc là hết thẻ thì sẽ phân định thắng thua. Thẻ đã dùng thì không được sử dụng lại. À, úp 2 lá xuống bàn chơi.
vậy thì ta cũng sẽ úp hai lá xuống bàn chơi. Ta triệu hồi cá voi Wally, sức tấn công 275. Ta sẽ sử dụng thủy thần nhẫn thuật, sức tấn công 350. Vừa mới vào, sức tấn công nó 350 thì sao? Thì ra đây sức mạnh của những con bài thủy thần sao? Nhưng mà rất tiếc, ta đã có lá bài phép này rồi. Ta lật lá bài phép Kim cương phát sáng, giảm 100 công. Sức tấn công của ngươi chỉ còn lại 250 mà thôi. Nani? Cá voi Wally đã đủ sức đánh bại ngươi rồi. Cũng được đấy, nhưng ta sử dụng ống thần phép thuật để phản lại đòn tấn công vừa rồi. Cái gì? Phản lại đòn tấn công sao? Ngươi mới là kẻ bị trừ 25 điểm anh hùng. Còn ngon lắm. Mở chiến đi anh nhá. Tới đây. Bốc bài. Bốc hai lá. Ta úp hai lá xuống bàn chơi. Ta sẽ úp ba lá xuống bàn chơi. Ta triệu hồi cá mập sắt cô, sức tấn công 270. Ta triệu hồi thủy thần y thuật, sức tấn công 350. Lại tiếp tục là thủy thần sao? Bộ bài của tao là bộ bài meta thủy thần mạnh nhất thế giới. Mày không phải đối thủ đâu. Chia buồn với ngươi, nhưng mà ta có rất nhiều chiến thuật để đấu lại các thủy thần của ngươi. Ta sử dụng lá bài phép trộm lòng cháo phục. Với lá bài phép này, thủy thần y thuật của ngươi đã về ta, và cáo vật sắc cô đã về ngươi rồi. Khá lắm, nhưng mà rất tiếc, tao đã nhìn trước chiêu thức của mày rồi. Cái gì? Ta sử dụng cánh cổng thời gian để chọn lại tướng. Ta đổi sang tôm hùm Luffy, sức tấn công chỉ có 210 mà thôi. Và vì mày đã sử dụng thẻ bài đổi tướng cho nhau, nên bây giờ thẻ bài của mày sẽ là tôm hùm Luffy, còn tao sẽ là cá mập sắc cổ. Không, không thể như vậy đâu. Cá mập sắc cổ tấn công đi. Mày đã bị trừ 60 điểm anh hùng. Chưa hết đâu, ta lật tiếp Slim đàn hồi. Vẫn còn nữa sao? Ngươi định làm gì? Với lá bài này, cuối mỗi lượt ngươi sẽ trừ 10 điểm anh hùng. Bốc bài. Tiếp tục bốc bài. Lần này ta sẽ đi trước. Ta sẽ úp 2 lá xuống bàn chơi. 3 lá xuống bàn chơi. Ta triệu hồi cá heo đô pi, tấn công 275. Ta triệu hồi thủy thần thuần khiết, sức tấn công 350. Rất tiếc, ta đã có lá bài phép này, đó chính là binh đoàn sâu biển. Lá bài này cho phép ta chia đôi điểm tấn công của đối thủ. Sức tấn công của thủy thần thuần khiết của người chỉ còn lại 175 thôi. Chưa hết đâu, ta sử dụng búa thiên lôi, tăng 100 sức tấn công. Sức tấn công của thủy thần thuần khiết đã tăng lên 275 rồi. Như đấy, ta kích hoạt lá bài phép vòng kim lực. Vòng kim lực sẽ khóa chặt đối thủ, không cho hắn sử dụng bài phép. Nani? Chính vì vậy mà búa thiên lôi của ngươi đã bị vô hiệu hóa rồi. Đi gì? Đá heo đồng đi, tấn công! Mày đừng quên, mày vẫn đang bị Slim đàn hồi trừ 10 điểm anh hùng đấy.
có bài. Aquaman, người khá lắm. Nhưng mà đã đến lúc ta sử dụng hiệu ứng meta mới của mùa này rồi. Tao úp 3 lá xuống bàn chơi. Ta sẽ sử dụng 3 lá úp xuống bàn chơi. Ta triệu hồi Quỷ Lão Toto, tiến hóa cấp 2, sức phòng thủ lên đến 270. Ta triệu hồi Thủy Thần Háo Ăn, sức tấn công lên 400. Sức tấn công lên đến 400 sao? Không thể tin được. Vậy thì ta sẽ sử dụng Khiên Thánh. Khiên Thánh sẽ tăng sức phòng thủ Quỷ Lão Toto lên 370. Đúng như vậy đấy, ta sử dụng Phong Ấn Ra Tường để hủy đá bài Khiên Thánh của mày. Người khá lắm. Tuy nhiên, ta đã có sự phòng bị rồi. Ta đã có thẻ bài Dây Chuyền Tình Bạn. Với thẻ bài này thì đối thủ cũng sẽ mất số điểm anh hùng bằng với người ta. Điều đó có nghĩa là người cũng sẽ bị trừ 130 điểm anh hùng. Đừng vội mừng, ta không thiếu cách để trừ điểm anh hùng của mày. Cái gì? Ta sử dụng Boomerang Phản Đòn để trừ 50 điểm anh hùng của đối thủ. Cái gì? 50 điểm anh hùng á? Sơn Lý Đàn Hồi, trừ thêm 10 điểm anh hùng của nó đi. Boomerang Đàn Hồi còn có tác dụng trừ 50 điểm anh hùng của đối thủ ở cuối lượt sau. Không thể như thế được. Tức là lượt sau ngươi không đánh bại được ta ấy, thì ngươi cầm chắc thất bại rồi con ạ. Chưa hết đâu, hãy chiếm những 3 lá bài ở dưới bàn chơi của ta đi. Tất cả đều thuộc meta anh hùng. Meta? Đó là cái gì? Điều đó có nghĩa là ta đã kích hoạt meta anh hùng và đã cộng 200 điểm anh hùng cho ta rồi. Điểm anh hùng của ta là 270. Ngươi làm sao mà thắng được? Hãy bỏ cuộc đi. Tôi bỏ rồi. Điểm anh hùng chỉ có tới 5. Trận đấu này làm sao mà chiến thắng được bây giờ? Aquaman, đừng bỏ cuộc. Mạnh, cậu thế nào rồi? Ổn chưa? Tôi ổn hơn rồi. Thằng kia, mày còn chưa ra đi à? Pegahoy, cuối cùng tôi đã hiểu được mánh khóe của ông rồi. Có phải thiết bị đánh bài này có gắn chip để nhìn trộm bài đối thủ truyền đến mắt kính của ông, có đúng không? Thì ra là thế, đó là lý do hắn có thể hoàn toàn biết được mình đánh giá đấy à? Bây giờ chúng mày phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Trận đấu cũng đã dần kết thúc. Tao sẽ là người chiến thắng. Aquaman, nếu muốn chiến thắng trận đấu này, hãy có niềm tin vào bản thân. Hãy bốc hai lá bài mà tớ đưa cho cậu đi. Chúng mày lại định truyền sức mạnh tình đạo cho nhau đấy à? Xem anime ít thôi. Hiểu rồi, tao chắc chắn sẽ làm được. Mày cứ tin tao. Không phải. Rất tiếc, Pegahoy ạ. Trận đấu này ta là người giành chiến thắng rồi. Tao sẽ kết thúc trận đấu này ngay tại đây. Ta úp 3 thẻ huyền thoại xuống bàn chơi. Tao sẽ úp 3 lá xuống bàn đấu. Ta triệu hồi Quỷ Thần Quyển Chuyển, sức tấn công 400. Ta triệu hồi Thủy Thần Song Đấu, sức tấn công 380. Lá bài cũng mạnh đấy. Nhưng mà ta đã có Móng Vuốt Giao Long, tăng sức tấn công của Thủy Thần Quyển Chuyển đến 60. Vậy thì ta cũng có quà cho người đây. Ta sử dụng
Cổ vật lãng quên tăng 80 sức tấn công. Với lá bài này, sức tấn công của thủy thần song đấu đã bằng với thủy thần uyển chuyển rồi. Tiếp theo, ta sử dụng song kiếm hợp bích tăng 80 sức tấn công. Cái gì? Hắn lại tiếp tục tăng sức tấn công sao? Bây giờ sức tấn công của thủy thuật uyển chuyển đã lên đến 540 rồi. Mày làm sao mà đánh bại tao đây? Chia buồn với nhà ngươi. Nhưng mà đây sẽ là lá bài quyết định. Đó chính là lá bài mắt bão hủy diệt, giảm sức tấn công của đối thủ xuống không ngay lập tức. Không, không thể nào. Ta đã tính toán như thế rồi cơ mà. Thần song đấu, hãy tiêu diệt hắn đi. Quả không tốn mấy thùng Marine Boy của ta. Cũng chỉ là một trận bài đường phố vớ vẩn bình thường thôi, chả làm ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của tao hết. Chưa hết đâu, chuẩn bị đón tin dữ đi. Alo, Pega hỏi, chúng tôi đã xem toàn bộ trận đấu vừa rồi. Anh đã làm hỏng hình tượng thần bài của Mary Boy. Tôi đã livestream toàn bộ trận đấu vừa rồi lên trên mạng rồi. Bây giờ ấy, toàn bộ chiêu thức bẩn của ông đã bị tất cả mọi người nhìn thấy hết rồi. Chúng tôi quyết định đuổi việc anh, tạm biệt. Aquaman, cậu đã chiến thắng thần bài. Vậy nên bây giờ cậu đã trở thành thần bài Mary Boy rồi. Tất cả những cái danh hiệu chỉ là phù du mà thôi. Đối với tôi, quan trọng là được chơi Marine Boy với bạn bè của mình. Còn tất cả những kẻ tìm đến chiến thắng bằng những chiêu trò bẩn thỉu thì dù cố gắng tới đâu cũng vẫn chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Chúng ta đi thôi. Yo, các bạn ơi, Marine Boy lại tiếp tục cho ra mắt một phiên bản thẻ mới. Đó chính là Legendary Cực Ngầu với hai tính năng mới. Tính năng thứ nhất đó là kết hợp 16 cặp vũ khí và nhân vật để tăng công thủ. Và tính năng thứ hai đó chính là combo meta, tăng khả năng lật kèo. Nếu trên sân đấu bạn có 3 lá bài cùng một meta thì bạn có thể kích hoạt tính năng 1 là hồi điểm anh hùng, hoặc 2 là gây chí mạng cho đối thủ. Lưu ý là bạn phải có một thẻ đặc biệt Legendary thì các bạn mới kích hoạt được nhá. Hơn thế, bộ phim hoạt hình Biệt đội siêu anh hùng đại dương đã sắp đến hồi kết rồi. Các bạn hãy theo dõi ngay bằng cách nhấn link ở phần bình luận nhá. Đặc biệt, trong tháng 12 này, Marine Boy sẽ cho ra mắt một trò chơi cực đỉnh. Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký kênh Anh Orion TV để biết được thông tin mới nhất nhá. Bye bye. Anh em ơi, kênh của Vinh ơi đã đạt được 900.000 sub rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em đừng quên nhấn subscribe để mình đạt 1 triệu sub trong năm nay nhá. Let's go, let's go.